Để gửi được mail thì bạn sẽ lấy được mật khẩu ứng dụng bằng cách là vào cái tài khoản của mình, quản lý tài khoản Google của bạn. Tài khoản của bạn cần phải xác minh hai lớp. Đây. Xác minh hai bước ha. Và bấm dấu tích. Có dấu tích này tức là tài khoản của mình đã được xác minh rồi. Nó là xác minh qua số điện thoại á. Tiếp tục. Bấm vô đây thì nó sẽ hỏi bát. Mình nhập bát lại giúp thầy. Sau khi mà các bạn đã có được đây thì bạn sẽ xuống phía dưới giúp cho thầy. Nó có cái mật khẩu ứng dụng. Được chưa? Tại thời điểm này thầy không có cái mật khẩu ứng dụng nào hết. Vậy thì cái Gmail này hiện nay Google nó hay ở một chỗ là nghe nè. Bạn có thể có một cái tài khoản email và bạn có thể đặt cái email này để nhận gửi mail cho khách hàng ở nhiều cái ứng dụng khác nhau. Cho nên mình sẽ bật cái chức năng này lên. Bật chức năng này lên thì nó sẽ hỏi nè, ứng dụng mà mình muốn tạo ra cái mật khẩu cho riêng ứng dụng đó. Ví dụ mình muốn quản lý thư là gửi nhận mail. Mình muốn thiết lập liên quan đến calendar là cái lịch cho cái email này thì mình bấm calendar, bấm lịch. Mình muốn thao tác với danh bạ điện thoại thì mình tạo cái path cho cái ứng dụng của danh bạ hoặc YouTube hoặc một cái kênh khác. Và mình chọn thư, thiết bị iPhone, iPad, BlackBerry, Mac, Windows Phone, máy tính dùng Windows. Tùy theo thiết bị mà nó cho một cái batch riêng. Chú ý chỗ này giúp thầy. Tạo. Được chưa? Và nó sẽ cho mình một cái batch. Bạn ghi nhớ cái batch này giúp thầy. Và sẽ điền cái batch đó vô đây. Tại vì tí nữa mình gõ nó mất công. Nó có sẵn cái batch. Được không nào? Kịp không? Mình đã làm được xác minh hai lớp, mình đã lấy được cái bát, dán cái bát vô đây. Thì chọn thư sau đó là chọn Windows. Chọn thư. Sau đó là chọn thiết bị là máy tính dùng Windows. Xong rồi tạo. Xong là tạo. Được chưa? Như vậy thì khi mà các bạn tạo rồi đó thì trong hệ thống mail của các bạn nó sẽ lưu trữ một mật khẩu. Mật khẩu này là mật khẩu của ứng dụng mình mới vừa tạo. Được không? Rồi bây giờ việc gửi mail thì chúng ta sẽ qua Java. Đó.